Rồi review anh chàng cầu mũ đẹp trai mà cầu giỏi nhất ở đây luôn. Hai bao em. Hôm nay thì được hai bao nha bà con, hôm nay được hai bao. Hai bao này thì cũng gần 2 triệu rồi bà con. Giá mũ hiện giờ với giá mũ cái này là về bán được 10.000 ha, 10.000 hay 10.500? 10.000 ha. Ừ. À, đằng kia em bao nữa đó bà con, đằng kia em bao. À, với giá mũ này thì ngày nào đều đặn em bình đây cũng thu nhập là khoảng 1 triệu mấy trở lên, chứ còn 3. lúc 1,3 triệu trở lên ha. À. Có vườn kia 2 triệu, có vườn kia 2 triệu, tức là giá giá giờ giá 10.000 chứ lúc trước là giá 15.000, 2,9 triệu, đúng rồi, 2 triệu luôn đó. 2 triệu trở lên là bình thường. Cái này dao này là không có thuốc rồi mà không có thuốc. Chưa có thuốc là nhiều lắm. Có dây em ơi. Có rồi, nhìn đi. Đằng kia một bao ha, một bao đằng kia.